ngày 2 tháng 10 năm 2023, Thủ Hoa Đức và địa phương xã Quế Châu tiến hành giao tiền hỗ trợ hàng tháng cho ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh trú tại thôn Đồng Thành, xã Quế Châu do cô Võ Thị Hương Thổ tài trợ 1 triệu đồng trên một tháng. Đây là lần giao lần thứ 34. Ngày 22 tháng 10 năm 2023, thay mặt cho địa phương và gia đình chị Thanh, xin chân thành tri ân và cống niệm công đức của cô Võ Thị Hương Thổ thật nhiều. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Mẹ con xin cảm ơn cô Võ Thị Hương Thổ.